Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình thì mình là Nguyễn Mận Gamer anh em ơi. Yeah. Ok anh em ơi, bữa mới giới thiệu cho anh em cái game là Gatasan Online đấy, mà nó hướng dẫn anh em cái cách cài đặt cũng như là đăng ký server Việt Nam và chúng ta đã vào được game rồi đúng không? Nhưng vẫn chưa hướng dẫn cho anh em những cái bước cơ bản thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà chúng ta kiếm tiền được trong game. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách chúng ta giao pizza này, giao hàng pizza để chúng ta kiếm được cái số tiền y chang như ở ngoài đời này, mà y chang như anh em chở thuê vậy đó ha. Ok, thì anh em nào mà chưa biết cách tải thì anh em nhìn dưới phần mô tả mình có ghim cái video lần trước mình hướng dẫn cài đặt, anh em cài đặt lại ha. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà chúng ta giao pizza nha. Đấy, thì hôm bữa là mình đã vào game rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách vào game lại nha. Chúng ta bấm vô cái này nè. Đó, chúng ta bấm cái chữ server nha. Hôm bữa mình đã hướng dẫn anh em cách add server Việt Nam rồi. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái favorite thôi. Nó sẽ có cái server hôm bữa chúng ta add là Gata anh em chấm rò anh em click vô. Rồi, anh em cứ đăng nhập vô cái tên tài khoản và cái mật khẩu mà hôm bữa anh em tạo đó. Bấm vô, lay thôi là xong. Đó, chúng ta cứ vào game nha. Vào game rất là lẹ. Lẹ luôn anh em ạ. Đó, chúng ta chờ tí xíu nó sẽ hiện lên là bạn đăng nhập vào mật khẩu. Nè, đang kiểm tra nè. Ok, giờ mình đăng nhập mật khẩu của mình là xong thôi. Rồi ok, rồi sau khi đăng nhập mật khẩu xong anh em cứ bấm ok cho nó vô thôi ha. Nè, xin chào Nguyễn Mẫn Gamer này. Rồi chúng ta bấm cho đồng ý nha. Cái bước này là cái bước đầu tiên, nó sẽ bấm là xác nhận nha. Yêu cầu anh em xác nhận anh em vào game, anh em cứ click giữ cái nút này trong vòng 4 giây. Đó, anh em click giữ cái nút này 4 giây là xong nha. Rồi thì sau khi mà vào game thì nó sẽ cho anh em đứng ở một cái vị trí là bất kỳ anh em ạ. Anh ta đứng ở một cái vị trí bất kỳ ở đây. Rồi thì tiếp theo đó, để mà chúng ta có thể nhận được cái nhiệm vụ mà giao hàng pizza đó, anh em sẽ dùng cái lệnh. Anh em sẽ dùng cái lệnh cho mình nha. Nè, anh em click vô cái ô nè. Hôm bữa anh chỉ anh em nhập lệnh, giờ anh em click vô cái ô nè, click vô cái dòng chữ đang chạy nè, click vô. Rồi nó hiện lên cái này, anh em bấm chữ sẹt map cho mình nha. Sẹt map, anh em bấm đứng ở bất kỳ vị trí nào cũng được. Chúng ta bấm vô chữ sẹt map y chang như vậy nha. MAB vô cho mình nha. Rồi sẹt map, anh em enter cho mình cái enter. Lúc này nó hiện lên nè. Menu map thì anh em sẽ chọn vô menu việc làm nha. Việc làm anh em bấm chữ chọn. Ở đây nè, anh em kéo xuống nó có chữ là giao nè, new nè, giao bánh pizza nè, bấm 1 2 3. Cái dòng thứ 3 đó anh em, giao bánh pizza nè. Anh em click vô. Ha, click vô giao bánh pizza và anh em bấm vô chữ là đồng ý. Lúc này ở trên bản đồ của anh em nó sẽ hiện lên một cái dấu chấm như thế này ha. Và đây là cái vị trí mình đang đứng nè. Đó, anh em chạy lại cái dấu chấm này, chúng ta nhận hàng nha, nhận nhiệm vụ nha. Rồi, chúng ta nhận công việc. Anh em cứ chạy theo cái dấu chấm này, cái bản đồ nó chỉ sao anh em chạy vậy thôi. Đó. Anh em click vô đây để thành cái người nó chạy lẹ nè. Đó. Giờ nó chạy theo nha. Đó, nếu mà anh em ở xa thì anh em dán chạy bộ nha. Ở xa thì dán chạy bộ. Hoặc là anh em có thể xin người ta cho đi ké. Chứ ở xa quá nhiều khi là anh em không có chạy nổi thì anh em xin người ta đi ké. Rồi, ở đây là cái bánh pizza nè, thấy không? Anh em thấy nó hướng dẫn không nè, sử dụng sẹt lấy bánh để nhận bánh, để có cái pizza giao hàng. Nhưng mà trước khi anh em lấy bánh pizza thì anh em phải xin vô cái công việc giao bánh cái đã. Anh em chạy lên cái chỗ NPC nè. Đây, ở anh em quạnh quanh đây nó có một cái thằng là việc pizza boy, thấy không? Ấn y nè. Thì anh em click vô đây nha. Anh em đứng ở gần chỗ này thôi, anh em cần đứng gần thôi. Anh em mở cái dấu này cho mình, mở dấu này lên. Anh em bấm cái chữ y bên đây. Y. Rồi, nó sẽ kêu là bạn có muốn nhận công việc pizza boy không? À, bấm chữ xin việc. Rồi ok, thì sau khi xin việc xong em nó sẽ cho mình cái bộ đồ của thằng pizza luôn. Bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe để mình giao bánh anh em ạ. Anh em phải chạy lên cái khu vực xe nè. Đó, con nào cũng được. Anh em click vô cái chỗ này cho mình nha. Click vô cái ô nè. Click vô ô này nha, click vô. Nó sẽ nhảy lên chiếc xe. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy cái con xe này ha. Thì để mà chạy được xe đó, anh em sẽ bấm chữ N. Anh em nhớ nha, N là đề máy nè, N nè. Đó, nó sẽ nè, đã cho chìa khóa và ổ khóa nha. Thì sau khi đề máy xong nó sẽ hiện lên hai cái dấu bàn đạp ha. Hiện lên cái bàn đạp và cái này anh em bấm, anh em chạy. Đó. Nhớ bấm anh N anh em nha, anh N thì nó mới hiện lên cái bàn đạp nha. Rồi anh em chạy đến chỗ này, anh em chạy đến chỗ lấy bánh hồi nãy nè. Rồi anh em dừng ở đây nha, anh em tiếp tục bấm cái lệnh là lấy bánh ha. Chấm vô, giờ anh em sẹt lấy bánh. Ok chưa? Rồi anh em bấm enter là nó sẽ hiện lên, anh em nhìn nha. Đây nó hiện lên giây nè. Nè, còn 82 giây còn lại nè, anh em click vô đây anh em sẽ coi được cái địa điểm giao. Đây địa điểm giao là ở chỗ này đây nè mà. Đó, nó chỉ có hai địa điểm giao thôi. Thì mình sẽ làm hai địa điểm luôn cho anh em coi nha. Thì để giao cái hàng này anh em cứ chạy theo cái mũi tên màu đỏ.
anh em chạy theo cái ô màu đỏ đó, anh em chạy theo. Đó xong em ạ, đây là bạn vận chuyển bánh pizza và nhận được 2030 đô đó, nó đơn giản lắm anh em. Bây giờ anh em cứ quay lại cái chỗ lấy bánh là nên tiếp tục thôi. Cái chỗ lấy bánh thì anh em cứ chạy thẳng ra cái chỗ bến cảng nha, anh em cứ đi một đường thẳng ra bến cảng, mọi người chỉ anh em cách đi vô chỗ lấy bánh rất là dễ thôi đó. Anh em cứ chạy thẳng lên con đường này nè, rồi anh em cứ chạy thẳng ra cái chỗ mấy bến cảng á, anh em cứ chạy thẳng ra cái đường cuối cùng ở đây nè đó, chạy thẳng ra. Giờ anh em cứ theo con đường này anh em chạy, nó rất là đơn giản anh em ạ, rất là đơn giản luôn. Đó tới lùm cây là tới rồi đó, đây 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 chỗ lấy bánh đây nè bạn, đó anh em quay lại cái chỗ lấy bánh nè, rồi tiếp tục dừng ở đây ha. Rồi anh em chỉ được chỉ sẹt lệnh lấy bánh cứ vậy anh em ạ, cứ lệnh lấy bánh rồi. Đó bây giờ nó giao ở chỗ khác đúng không, hồi nãy là nó nằm ở hướng hướng này đúng không, hồi nãy là nó nằm ở hướng này, bây giờ nó nằm ở hướng này. Nói chung là một là nằm hướng này, một là nằm ở hướng này, còn hai là nằm ở cái cục này thì dễ lắm, anh em cứ theo đúng một con đường anh em chạy thôi ha. Anh em cứ theo đúng cái con đường anh em đang lấy bánh, anh em chạy thôi là đi nhanh nhất. Anh em nhìn nha, đi rất là lẹ luôn, anh em cứ bám con đường này anh em chạy cho vẫn. Đó anh em cứ bám đường này anh em chạy, em đừng đi đường nào hết á, là nó đi là nó giao rất là lẹ luôn. Cái nhà ăn pizza là cái nhà trên đỉnh đồi anh em ạ, nó chỉ có hai khu vực đó thôi. Đây anh em nhìn nha, cái nhà ăn pizza, cái nhà đặt pizza là cái nhà trên đỉnh đồi, cái nhà đó là chuyên gia ăn pizza luôn, ăn pizza trường cơm luôn anh em ạ. Đó cái nhà này nè là chuyên gia ăn pizza. Rồi xong rồi đó em, anh em cứ đụng vô cái ô màu đỏ, đụng vô màu đỏ là xong nha. Bây giờ chúng ta quay trở lại. Nè sau khi anh em giao xong nó để là bánh pizza tới chỗ là bạn nhận được 2.001 tiền anh em không, 2.001 đô đó. Anh em cứ quay trở lại cái chỗ hồi nãy thôi, thì để quay trở lại anh em cứ chạy đúng một con đường nha, chạy đúng cái con đường lấy bánh cho mình. Rồi đó ok anh em, anh em cứ làm y chang như vậy nha, anh em cứ làm y hình như vậy đó. Đây là người nè, không đây là server và có người chơi là người ta cũng đi giao pizza như mình nè. Anh em cứ làm y chang như vậy thì nó chỉ có hai khu vực là giao bánh pizza thôi, có nghĩa là một là anh em sẽ giao ở trên cái nhà trên đỉnh đồi, và hai là giao ở cái nhà trong mặt phố. Thì anh em cứ chạy, anh em cứ bám theo cái con đường ở ngoài này nè, anh em chạy nha, anh em cứ bám theo con đường này à, anh em bám cái con đường này, anh em quẹo cái đường này, anh em lên là tới chỗ này. Còn anh em cứ bám đường này, em ở nằm ở ngay đây là xong anh em ạ, chỉ đúng một đường thôi, anh em không cần chạy đường khác. Bởi vì á, giao pizza anh em thấy không, khi mà giao pizza nó có 84 giây cho anh em giao, nếu mà anh em chạy lộn đường là nó hết 84 giây là anh em chỉ bị mất công việc, thì anh em phải quay trở lại đây anh em lấy bánh nữa đó. Thì anh em nhớ cái đơn giản như vậy thôi, cái lệnh lấy bánh là xong đó. Bây giờ anh em cứ chạy lại chỗ đó ô đó, anh em lấy bánh, anh em đi giao, thì đây là số tiền của em nó sẽ tăng lên từ từ đó. Thì đây là cái game giống ở ngoài đời mà, cho nên là anh em cứ việc vào cày kiếm tiền, và chúng ta sẽ vẫn sẽ chỉ anh em cách kiếm tiền khác. Hôm nay là vẫn sẽ đã hướng dẫn anh em đó, cái video hôm nay là bạn hướng dẫn anh em cái cách là chúng ta cày tiền, chúng ta kiếm tiền bằng cái việc là giao hàng pizza, là cái việc mà gọi là nó dễ nhất đó, dễ lấy nhất và dễ chạy nhất. Nói chung 84 giây là quá đủ anh em ạ ha. Video lần sau mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà chúng ta kiếm tiền bằng cái việc là chạy chiếc xe tải đi giao hàng. Hôm nay chạy xe 2 bánh, lần sau chúng ta chạy xe 4 bánh hoặc là xe 6 bánh nha.
Rồi ok. Thì video hướng dẫn kiếm tiền bằng việc giao hàng pizza đây là hết. Anh em thấy video hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh ha. Anh em nhớ nhấn vào chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video mới nha. Bây giờ chúc anh em có những phút giây giải trí vui vẻ. Bây giờ bye bye anh em. Hẹn lại anh em ở video lần sau. Bye bye nha. Yeah, bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.